63 kg. Hà Văn Mải, Bắc Giang, Phố Đỏ. Nguyễn Văn Sơn, Hiệp hội Vật Dân Tộc Phố Xanh. Mời hai đô vào sới nghe lệnh trọng tài chống xe đài. Hai đô xe đài. Xin công bố kết quả ở lúc 1 phút 15 giây hiệp 1, đô Nguyễn Văn Sơn Kinh Bắc thắng cuộc.